Chào mừng bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Video này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và hướng dẫn bạn cách thiết lập cơ bản cho máy bay DJI Air 3 mới. Mở hộp. Có thể bạn chưa biết, DJI Air 3 có 3 phiên bản khác nhau, một phiên bản thường và hai phiên bản Fly More Combo. Phiên bản thường có DJI Air 3 và tay cầm DJI RC N2 và một số phụ kiện đi kèm. Phiên bản Fly More sẽ đi kèm với tay cầm DJI RC2 hoặc tay cầm DJI RC N2 và có thêm nhiều phụ kiện đi kèm như túi đeo, hấp sạc và hai phiên pin thông minh. Tay cầm DJI RC N2. Để sử dụng tay cầm RC N2 lần đầu, hãy dùng điện thoại di động của bạn và quét mã QR ở vỏ hộp để tải và cài đặt ứng dụng DJI Fly. Tháo núm cần ga ra và gắn vào điều khiển. Kéo ngàm kẹp điện thoại ra, bạn sẽ thấy dây kết nối ở trong. Dây ở bên phải có biểu tượng RC sẽ được gắn với tay cầm. Và dây còn lại là để gắn vào điện thoại. Dây kết nối có sẵn trong điều khiển là dây cáp Lightning. Chúng ta sẽ có nhiều dây kết nối khác nữa ở trong bộ phụ kiện. Tháo dây kết nối ở bên trái và kéo qua bên phải, vòng ra sau ngàm kẹp. Kẹp điện thoại và cắm dây cáp vào thiết bị. Tay cầm DJI RC2. Để sử dụng tay cầm DJI RC2 lần đầu, hãy nhấn nút nguồn một lần rồi nhấn giữ tầm 2 giây để tắt bật tay cầm. Chọn ngôn ngữ vào vùng sau khi mở tay cầm lên. Kết nối tay cầm với Wi-Fi và lựa chọn múi giờ, ngày tháng. Đối với người dùng mới, hãy đăng ký tài khoản trước khi đăng nhập nhé. Nếu như bạn đã có sẵn tài khoản trước đó, hãy đăng nhập bằng tài khoản DJI. Sau khi đăng ký thành công, đến mục kích hoạt, nhấn Active là xong. Nhấn Start để bắt đầu xem hướng dẫn tính năng và những điểm nổi bật của DJI RC2. Sạc và tắt mở. Các bạn hãy xoay ngược máy bay lại. Ấn nhẹ nắp cam để tháo ra. Sau đó mở các cánh máy bay. Khi các bạn sử dụng pin thông minh lần đầu, hãy cho pin vào máy bay. Cắm cáp Type-C vào cổng kết nối. Và khi thấy đèn LED báo pin sáng, tức là bạn đã kích hoạt thành công. Cả máy bay lẫn tay cầm đều được khuyến cáo là cần có ít nhất 75% pin để có thể kích hoạt và cập nhật firmware. Các bạn hãy nhấn nút nguồn một lần rồi nhấn giữ khoảng 2 giây để mở máy bay và nhấn lại như vậy một lần nữa để tắt máy bay. Cập nhật firmware. Bật máy bay và bật tay cầm lên. Hãy chắc chắn rằng tay cầm DJI RC2 của bạn đã được kết nối với mạng Internet. Nhấn Active và nhấn theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất kích hoạt. Sau khi kích hoạt, nếu bạn đã mua hoặc có dự định mua DJI Care Fresh, hãy hoàn tất nó trong vòng 48 giờ sau khi kích hoạt Air 3. Một bảng thông báo sẽ hiện ra ở bên trái ở trên. Nếu đang có sẵn bản cập nhật firmware, các bạn hãy nhấn vào đó để truy cập màn hình cập nhật. Nhấn Update để cập nhật máy bay và tay cầm. Trong quá trình cập nhật, các bạn vui lòng không tắt thiết bị và không được thoát ứng dụng DJI Fly. Sau khi hoàn tất cập nhật, cả hai thiết bị vẫn sẽ ở trong trạng thái đang bật. Chúc các bạn thành công!